Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong khuôn khổ sự kiện AMRI 16 đang diễn ra tại Đà Nẵng, sáng nay ngày 21 tháng 9, Hội thảo ASEAN về chuyển đổi số báo chí, kiến tạo tri thức số đã chính thức diễn ra, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm nhấn mạnh, báo chí và phát thanh truyền hình là lĩnh vực đang và chịu tác động mạnh mẽ của sự bùng nổ công nghệ số. Các hoạt động truyền thông truyền thống đang dần bị mất đi thị phần. Do đó, chuyển đổi số trở thành một xu hướng tất yếu. Theo sáng kiến của Việt Nam, lần đầu tiên các nước thành viên ASEAN cùng nhau chia sẻ, thảo luận về chủ đề chuyển đổi số trong truyền thông. Hội thảo nhằm mục đích tạo ra một nền tảng trao đổi mở để chia sẻ tình hình, tiến trình hoạch định chính sách và các phương pháp tốt nhất để chuyển đổi kỹ thuật số trong truyền thông. Đây sẽ là nền tảng cho việc đề xuất các sáng kiến ưu tiên hợp tác trong thời gian đến. Với hai phiên chính và một phiên thảo luận mở, hội thảo tập trung bàn về các chính sách quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số báo chí và truyền thông, cũng như chia sẻ, giới thiệu cách làm hay, mô hình thành công của chuyển đổi số báo chí, truyền thông từ các nước ASEAN. Brunei rất quan tâm đến sở hữu trí tuệ trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mà chính quyền đã xây dựng nhiều quy định tham gia các hiệp định trên thế giới về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi rất chú trọng quyền bảo hộ tác giả. Bên cạnh việc đẩy mạnh các chính sách liên quan đến chuyển đổi số, Brunei cũng luôn có sự kết nối thường xuyên về vấn đề này giữa chính quyền với các cơ quan báo chí truyền thông. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ làm đầu mối. Chúng tôi triển khai nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức hơn nhằm giảm thiểu vi phạm bản quyền, đảm bảo quyền tác giả, sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Không thể nào phủ nhận sức hút của mạng xã hội và truyền thông trực tuyến trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc hướng dẫn, quản lý tài khoản mạng xã hội của các đơn vị, cơ quan báo chí, công ty truyền thông. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh của mạng xã hội và các nền tảng số, chúng tôi cũng huy động sự vào cuộc tham gia giám sát của công chúng, người dân nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng. Các cơ quan báo chí và truyền thông trong ASEAN cũng cho rằng cần xây dựng quy hoạch chiến lược tổng thể cho ngành báo chí truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông của báo chí trong việc thu hút thị phần người xem từ các nền tảng mạng xã hội, bảo vệ các giá trị truyền thống cùng với hiện đại hóa báo chí và truyền thông, tăng cường hợp tác cụm từ để thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời đề xuất ASEAN xây dựng một bộ chỉ số chung thúc đẩy chuyển đổi số báo chí.